Chào các bạn Hôm nay mình Xào rau mông tơi à, Đây là mông tơi Mình hải ngôi vườn vô đây Mình rửa xong rồi rồi mình lấy cái kẹo Mình sắp sắp à, à, Từng sợi giống dưới ngón tay Các bạn nắm lại rồi sắp thôi Thì à, mình đã để rau nước rồi đó Mông tơi Nấu cánh thì chuẩn thương rồi Nhưng mà sao ngon lắm các bạn ơi Rồi Xào thì à, À, phải rau nhiều hơn phải gấp ba lần nấu canh mới sao được Đó. thì trưa nay là mình sao à, với tô phu à, mình ướp tô phu rồi mè rồi chi mình bỏ vô rồi gần mè ba rô mũi mùi tiêu chi mình bỏ vô rồi dầu nữa thì trừ mình bật lửa lên xào thôi các bạn sao với gì cũng được nhưng mà vì mình ăn tô phu thì mình sao tô phu thôi cho các bạn à, sao với à, À, thịt à, ba rọi, thịt nặc á, à, à, sao với tôm sao với gì được hết mà rất là ngon các bạn nè à, ăn là ngon hơn nấu canh rất là nhiều chỉ có háo rau thôi nhiều rau thôi cho con à, ngon là ngon hơn rất rất xa các bạn à, cũng nên à, sao thử ăn cho biết nha luộc à, thì bình thường rồi mà luộc cũng còn ngon bằng sao mới là ngon thì chưa à, chứ mình sao thôi đây các bạn đây là rau muống tơi mình xào xong rồi đây các bạn này đây xào thì có hơi hao hơn nấu canh gấp ba lần rau nấu canh ấy mình mới xào được ngon lắm các bạn nè nếu ai chưa xào thì xào thử đi nha sao rồi là ăn nấu rau nấu canh đâu vì thấy rau muống tơi mình ăn trong canh á thì thấy nó mềm phải không à, nếu các bạn mình nấu sôi lâu cái là, còn nhớt nhưng mà rau sao làm khác à sao nó giòn lắm á, ăn là giòn rồng mà Thì các bạn có vương đến trong đi rau mong tới nó dễ mà Nó dễ chịu nó sống cũng tới nước nhiều cũng được, nước ít được 3 ngày tới một lần được, rất là dễ Và trong đi Để mà xào nấu canh, nhiều lắm là sao giống như mình Rất ngon, giòn lắm luôn á rau mùng tới thì sao ngon hơn cải nhiều các bạn cái cải rau cải sao cũng còn ngon bằng rau tới rau mùng tới sao rất ngon chỉ có hao rau nhiều rau thôi thì mình chia sẻ về thôi đây là tố canh bị của mình canh bị đỏ mình nấu vậy đó. còn đây là dĩa tới sao nè các bạn có vườn nên trong để sao ăn vừa tốt cho sức khỏe và vừa ngon miệng nha thì mình chào các bạn